Con xin chào các cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hôm nay con sẽ quay, chia sẻ tiếp cho các cô chú, anh chị và các bạn xem cái quá trình mà của con sang. Bắt đầu con sẽ sang ếch tiếp nha mọi người. Đây, tại vì nó đã lên giò hết rồi, con sang qua chuồng kế bên để bắt đầu con ương giao cho khách nha mọi người. Đây là cái chuồng kế bên, con sẽ sang qua bên đây. Sang qua chuồng lớn ha. Bắt đầu con sẽ sang qua chuồng lớn ha. Mọi người, bữa nay ếch nó lên giò hết rồi nha mọi người. Con sẽ sang qua hồ lớn để ương cho khách. Để ương cho khách. Đây. Nó xuống. Sang chuồng về cho nó mau lớn nha mọi người. Với lại cho con ếch của mình nó khỏe. Giao cho anh em nuôi cho nó phát triển tốt ha. Để con quay toàn cảnh cái hồ của con cho mọi người xem. Mọi người, đầu lên dĩ cũng đều hết đó mọi người. Giờ thì con cũng đã sang xong rồi đó mọi người. Sang vừa rồi. Đây mọi người nhìn nè. Lên dĩ hết đó mọi người. Ủa số nó chưa, mới qua chuồng lạ nó chưa có lên dĩ cho mấy. Chút xíu nó mới lên. Nhiều. Đây. Đây là con đem qua đây và bắt đầu ương cho khách để lên đủ kích cỡ rồi bắt đầu giao cho khách nha mọi người. Rồi sắp tới thì có gì đổi mới thì con sẽ chia sẻ tiếp cho các cô chú, anh chị và các bạn xem. Giờ thì con xin chào mọi người ạ.